chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái vòng quay đi ngột phiên bản pizza nha các bạn. Pizza này thì mình mua pizza bình thường, nhưng mà mình trang trí cho nó thêm các màu sắc để cho nó đi ngột hơn các bạn. Đây mình sẽ review sơ cái pizza này nha. Ở đây mình có một cái vòng quay như vậy đó bạn. Đó. Và pizza thì mình chia nó làm 12 phần. Mỗi phần mình sẽ bỏ vào là kim chi nè. Này là trứng cá tầm. Còn đây là rong biển. Còn đây là tương ớt với lại ớt xay. Còn cái này là vắt chanh. Còn cái này là mắm tôm. Rồi cái này là sa tới. Còn cái này là wasabi. Còn cái này là sushi. Còn này là kẹo. Còn đây là cái mù tạt vàng. Còn đây là phô mai con bọt cười. Đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Rồi hôm nay chúng ta sẽ có 4 người chơi các bạn. Đây là cái vòng chơi địa ngục nên mấy anh kia sợ cũng không dám chơi. Chỉ có 4 người này là bị bắt ép với lại gan dạ nhất mới dám chơi thôi. Dương An với lại bảo là nó vừa mới trải qua một cái cuộc chiến tủn xì, quánh tủn xì khốc liệt. Cuối cùng Hoàng An kết quả là nó mới vô đây. Thắng cũng vô, thua cũng vô. Hôm nay là mình có một anti fan xuống nhà chơi các bạn. Nên mình cho vô chơi cái trò này luôn. Sau khi chơi trò này xong có thể là sẽ thành fan cứng của mình luôn đó nha. Giới thiệu ơi, mình tên gì? Mình tên là Thanh Tú. Rồi bạn Tú các bạn, nay mấy tuổi rồi? Nay 19 tuổi. 19 tuổi hả? Vậy là còn đi học đại học gì đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, còn đây là Quang Thế, còn đây là gương mặt rất là nhỏ các bạn, tuổi sĩ Huôn Bảo. Trò chơi hôm nay là cứ quay vào cái ô nào là sẽ ăn cái pizza đó. Và ăn hết cái pizza là sẽ được hưởng 50k. Người nào mà thua cuộc á, đầu hàng á thì phải ăn một cái phô mai con bò cười chấm với lại bù tạt vàng. Còn người nào mà sống sót cuối cùng thì sẽ lụm hết tiền. Đơn giản vậy thôi. Ok không? Rồi ai chơi trước? Cho ăn nhỏ chơi trước nha. Rồi ok, quay trước cho mấy bạn lấy cái cút kinh nghiệm các em. Quất. Quay về nè, quay về nè. Ờ đúng rồi, quay vậy đó. Đúng, không có quay vậy mới đúng. Nó mới nhẹ nhàng. Quay nè, mình bỏ thằng này đi để mình quay. Thôi quay nhẹ không được, phải qua hết một vòng chứ. Quay mạnh có gớt. Không gớt đâu, gớt đâu. Mà vừa vừa. Vừa thôi. Ok, quất. Sao tao quay không bị, ăn quay bị hay à? Rồi ăn dính pizza kẹo bạn. Pizza kẹo mình nghĩ là đơn giản. Đưa cho nó, quay ra đưa nó luôn. Đưa qua đây này, đưa qua cho nó. Rồi, quất pizza kẹo. Đơn giản là nhỏ xíu à. Đơn giản không? Trò chơi này là không đủ nước nha. Không. Ừ, trải nghiệm vừa ăn pizza và vừa ăn kẹo rồi thử nó như thế nào. Chăm là chết. Pizza áp đảo rồi. Không ghét mùi kẹo hả? Nào rồi. Không gần nghe sô-cô-la không hả? Ăn pizza mà nghe sô-cô-la nghe sao? Được không? Ngọt quá. Ngọt quá. Mà có ngon không? Ngon. Vẫn ngon hả? Vẫn ngon à. Hay vậy. Để em dùng miệng á, em đảo kẹo bên đây, nhai pizza bên đây. Đồ. Ai quý. Ai quý. Ok, ăn hết rồi, lụm ngay 50k các bạn. Nói chung là ăn nó vừa mới quay vào cái ô pizza kẹo nha. Rồi, tiếp theo là tới phiên của em Tú nha. Chơi luôn, dứt. Ôi, nó mạnh quá. Chanh. Rồi, đây là cái pizza nước cốt chanh nha các bạn. Bên đây. Nó cũng bên đây mới đúng. Đây là pizza mắm tôm. Nãy giờ đó. Nãy giờ nó me mắm tôm dữ lắm. Mình không biết ăn mắm tôm. Chết rồi. Nói chung là anh Tiên Phan là vừa vô là có nghe mắm tôm nè các bạn. Ăn xong ghét anh luôn chứ. Chết bà chưa. Bây giờ nghĩ mô lô luôn. Ý. Mọi gần nó là nghe rồi. Chết rồi. Mình ghét phiêu lưu. Phiêu lưu. Ê, mình có được ưu tiên không? Mắm tôm nó mặn lắm, có thể cho em một nửa miếng nước được không? Không. Không. Còn ly đó chút xíu kìa, cho miếng đỡ luôn em. Ok, em ăn đi. Ờ, dứt. Trời ơi, cắn cái 50-50 luôn. Trời ơi, 100% luôn. Ăn mà rung luôn á. Tay rung luôn hả? Thiết kế cái mắm tôm này. Ở thời à. Ý da. Này nhiều quá. Quan trọng là giờ nuốt không nổi nè. Trời ơi, ghê quá mẹ ơi. Rồi chịu hô, có quyền chịu hô đi. Sao xuống dưới mới lần đầu tiên mà vô mắm tôm rồi. Nhảy đi, ủa. Ăn tiễn kìa, ăn tiễn. Có ăn tiễn thôi.
Đi quá nè. Đây nè. Đây cái gì vậy, mặt cá vậy à? Không có. Do ăn nhiều quá đã 100% luôn, nó hết họng rồi, không có chỗ nhai á. Không mà hài vậy chứ còn từ từ nó cũng cho từ từ cũng ớt nữa. Ừ. Đỡ rồi. Ô, đỡ rồi. Thôi mà chém bớt mấy tí ớt rồi, mấy tí ớt nó dằn quá. Chính mình rồi. Dằn. Bớt ra ngoài hết thì dằn quá. Từ lấy hành giấy rồi. Chứ không có tôm à. Wow, rồi quá. Đó, mình bỏ ớt đi cho nó đỡ có gian nha bạn. Với cái này bên đây ha. Cái này bên đây đúng không? Cái này bên đây. Bỏ mắm tôm đâu anh? Còn có này, mắm tôm nè. Đây, mình sắp xếp nó lại các bạn. Ok, bạn có tông họng vô thôi, hưởng 50k luôn nha. Rồi, tóc cũng hới luôn. Chừng gian nha, vừa thôi nha. Cá. Trứng cá. Pizza trứng cá. Rồi cái con này nhảy xuống đất luôn rồi. Cái này ra luôn à. Cái này văng quá. Ok, Quốc thử coi pizza trứng cá tầm coi nó có ngon không. Trứng cá này em mới ăn lần đầu luôn á. Vì trải nghiệm luôn á. Sao? Nó rộp rộp đúng không? Ừ. Mà có thôi cá hay gì không? Có, trời cắn, tôi cắn giống cá. Mới cắn như thế nào. Tanh rình à. Tanh rình. Ừ. Bỏ dành tí ra đâu được đâu. Nên hôm nay nó không có chơi các bạn. Nó sợ cái tô này. Tí chơi này thôi chắc. Ừ, nó không ăn cá được. Vòng quay gì nè. Nói chung là cái vòng quay này vừa thấy bia sushi à, với lại trứng cá làm tí đầu hàng. Cái này chắc đỡ hơn nhiều thứ đây. Nói chung là được, cái này cũng không nổi. Đúng được đúng không? Đúng được, đúng rồi. Rồi ok, 50k. Rồi tới ông Quang luôn nha. Trải nghiệm luôn, dứt. Tí làm cái pizza trứng cá cái tí. Rồi tới nha, để rồi. Rồi dứt. Pizza kẹo. Wow, quá đơn giản, pizza kẹo thì khá là dễ ăn các bạn ơi. Nó bị quạt mấy mắm tôm nè. Phía ngoại thì bị bấm tôm. Bình thường đúng không? Ừ. Vậy thôi bỏ qua luôn. Rồi ok, bây giờ tới lượt của cô An nha, dứt em. Kẹo ở đây nè, phải tí để kẹo xuống hả? Đó, tiếp thêm một cái pizza kẹo nha. Em quen chúng là cái kẹo nữa nè. Rồi quất. Wasabi vàng. Wasabi vàng. Trong đây rồi, cảm xúc lên rồi. Thử cái trải nghiệm đi, khui về. Trải nghiệm như em vậy đó. Ờ, cá thử cái bị qua sao bị vàng coi như nào. Nó quạt ờ, cái mãi một lưng nè. Rồi đây là pizza qua sao bị vàng nha. Ông ăn ngoài đâu dính đâu em. Chưa dính nhiều. Mới dính miếng à. Sao rồi? Chua quá sao bị chua. Mới dính con miếng à. Mới dính miếng à. Mới dính miếng mà nó chua vậy. Giống em đúng rồi. Quật hết luôn. Quật hết luôn, 100% luôn. Mẹ ơi ghê. 100% luôn á. Nhai không được á chứ 100% nhai không nổi á. Vậy hả? Ồ nó dồn hết cái họng sao nhai. Nhưng mà để vậy nhìn thấy nó ăn khó quá. Hà nhắm mắt luôn đừng nhìn. Giấm chua he luôn á. Chắc cười. Chắc cười xỉu. Trúng. Nhận. Né ra cho ăn chạy nha. Nè ăn qua kia luôn ăn. Chạy đâu. Không chạy hả? Rán. Gì đây chết mình không nội. Rán. Anh này là cho tàu hàng mà. Đâu có chẳng gì vậy, cố gắng hết sức vậy. Ăn hết cái này là chắc phải một like cho anh ăn hả bạn ơi. Hôm nay anh ăn chơi gắt hết mình nha. Sao cái xấu quá. Miếng hành tí nó thì đắng quá. Wow. Trời ơi, hết luôn kìa. Vỗ tay. Like cho anh ăn liền nha mấy bạn. Nói chung là ăn nó khoái nhất là thử thách bản thân của mình lắm. Nó sợ nhất là cái món này nhưng mà nó vẫn gán nó ăn luôn các bạn. Nói chung là vượt lên chính mình luôn.
Rồi ok, tới thằng tủ luôn nha, quất luôn em. Đúng rồi, quay chiều đó đó. Dạ. Đây là gọi là cái pizza sushi. Không, cái này. À, được không? Được không? Được. Chúng ta có chấm nước tương với lại bù tạc ở đây luôn nha. Ok. Nếu muốn ăn thì quất. Để em chấm nha. Ờ, muốn chấm thì chấm, tại vì sushi mà. Ý. Hình như Tú biết ăn sushi hả? Biết. Rồi, trúng tủ rồi, không có gì đáng sợ hết. Đúng rồi, không có gì đáng sợ hết các bạn ơi. Thôi vậy 50k luôn, cho qua lượt cho lẹ nha. Rồi, một cái pizza sushi mới đã được bỏ lên nha. Tay lượt cô Thế luôn, giúp em. Nhẹ nhẹ heo quá, mạnh mạnh miếng đi, mạnh nha. Ừ, vừa vừa thôi, lực vừa vừa thôi. Mạnh quá sợ nó gian. Không gian đâu. Đó. Wow. Đây gọi là cái pizza mắm tôm nha bạn. Sao mắm tôm dễ nhất như ta? Pizza mắm tôm. Rồi hiểu được cảm giác của anh Ti Phẹt Tú nha. Thôi rồi cho em ăn hắt nhẹ. Tôi ăn. Bước hưởng cái 50-50 coi. 50. Trời ơi. Rồi à, trời ơi nó vừa mặn mà nó vừa vừa chát rồi mà húi nữa. Được không? Mặn mặn rắn luôn á. Sao chịu húi chưa? Cố gắng. Cố gắng hả? Mặn à. Nó chỉ mặn với lại húi thôi. Mặn húi. Nó mặn dữ lắm. Kiểu cái này nó nguyên chất không có pha cái gì. Đúng rồi. Nó mặn. Chát luôn. Cái gì vậy? Cái này là cái sơ cua vô hiểm hả? Sơ cua nhiều chứ hả? Năm nay gì vậy? Con tôm. Con tôm. Con tôm cái đó hả? À, tưởng đâu nó dày vô vậy ăn chắc mặn chết luôn á. Rồi ok. Chưa chưa chưa. Chưa. Không dám 100% nổi. Nặng quá. Rồi Tú đó ăn hết luôn rồi nha. Mặn quá. Ghi cái bánh tôm này là được quyền uống Coca-Cola nha. Uống miếng á. Không uống không à? Không uống luôn hả? Chơi đẹp hả? Chấp. Chấp luôn rồi ok. Tưởng chấp chứ. Mặn quá chịu nổi không? Tủ nó nhà chưa hết luôn. Ừ, nhà chưa hết luôn. Cái bự, cái đặc biệt. Cái nó... Cái vị nha. Ý, ăn miếng ớt nữa. Cay. Cay vô, đúng rồi. Cay. Cay lắm, ớt nó cay lắm ông nội. Ớt nó cay lắm á. Ớt này cay đâu phải ớt sần đâu. Ăn lầy. Để cho nó vắng ác bớt cái này đi. Đúng rồi, bớt húi đúng không? Ok, 50k luôn. Rồi, tới lượt của ông Quang luôn nha. Quang sẽ vô gì đây? Nè. Đỉnh giờ mới. Bánh tôm nè. Quất. Để nghe bánh tôm nè. Không, mình để cái này. Ôi, quay ngược lại, quay ngược lại. Quay. Ừ, đúng rồi, chiều đó đó. Bù tạc vàng, bù tạc vàng, cái này là của bù tạc vàng. Rồi bù tạc vàng không có gì hết hả? Chúng tủ anh Quang à. Quang làm cho ăn bù tạc vàng được. Ớt gì vậy? Trời ơi. Ý, liếm luôn kìa. Được không? Nói chung là túng tủ rồi, túng tủ Quang rồi, quá đơn giản lắm các bạn. Tông đám này là chỉ có một duy nhất mình Quang là ăn bù tạc vàng được thôi. Được chuyển mãi nhưng nghẹn dưới đó kìa. Quá đã luôn. Rớt rồi. Trời ơi, 50-50 luôn. 50k liền luôn, quá đơn giản các bạn ơi. Nói chung là mù tạc vàng là không có gì khó khăn với Quang nha. Ớt cay quá. Rồi tiếp theo quay về lượt của cô An mới vừa ăn ớt. Chưa. Vô thêm cái mù tạc vàng nữa. Rồi, đẩy Quang ăn luôn. Trải nghiệm với em. 1, 2, quay chiều kia kìa. Ờ. Quất. Ờ đúng rồi. Dứt. Ồ, đây là bánh pizza kim chi. Rồi quốc thử coi trải nghiệm coi pizza với kim chi nó sẽ như thế nào. Đang cay nữa. Kim chi này không có cay, nó chỉ chua chua thôi à. Chua mà sao ăn ớt được hay vậy? Tại đang ăn bánh tôm mới ăn ớt được. Chua hả? Bởi vậy kim chi chứ mà. Kim chi là chua rồi. Ừ. Rồi cảm giác sao? Trời lúc nào cũng dính tới chua. Khó ăn không? Khó ăn hả? Nói chung là ăn ai nhỏ nhỏ. Không được kim chi hả? Không phải chọn kim chi. Không phải chọn được chua. Rồi vậy em chuẩn bị ra được rồi đó. Được chưa? Được chưa hả? À? Gán gán hả? Uống hết luôn, đúng rồi.
Tí nó rất là nhanh luôn bạn, nay nó làm bồi bàn nha. Cứ kim chi vừa ra là thêm cái kim chi vô liền nha. Rồi sao em, được không em? Có ăn rồi. Vẫn được đúng không? Rồi thôi cho nó qua luôn đi, 50k. Rồi tiếp theo là lượt của Tú nha. Rồi, đừng bấm tôm cái nữa nha em. Bấm tôm cái nữa làm khóc luôn. Lại kim chi nữa. Tiếp tục pizza kim chi. Biết kim chi không? Cái này 50-50 anh ơi. Hên xui hả? Hên xui. Quá ăn lắm. Ý. Quá chua. Nãy mặn, ăn kia mặn rồi, này chua ha. Đủ vị. Gì vậy? Cái chút chua nó ra không à, cái ngọt không biết đâu hết rồi. Rồi ok, 50k luôn. Rồi hiện tại là chỉ còn có 2 tờ 50k nữa là hết trò chơi nha các bạn. Tức là được 2 lượt nữa là lượt của ông Quang với lại ông Khới nữa là hết rồi nha. Ok, quất luôn. Dứt. Dứt. Wow. Ớt. Pizza pizza tương ớt với lại ớt bột. Cái đó bình thường nào. Rồi ok, quất luôn. Gặp rồi, game trước mình thắng lên cây rồi. Không biết game này mình chơi này được không nha. Nhìn mà có vẻ cái cây á. Này thật chủ yếu là khó ăn thôi, không cay đâu, không cay đâu. Được không? Cũng được. Cái bột nó hơi cay thôi, chứ còn cái tương ớt thì bình thường. Ừ. Rồi tiếp tục quen luôn. Rồi em quen cái luôn, hết kết thúc video luôn. Rồi cuối cùng nha. Nói chung là trò hôm nay là không ai đầu hàng hết các bạn ơi. Hết tiền là không ai đầu hàng luôn. Ôi ở bay kìa. Mắm tôm. Tính ra cái món này đắt hàng nhất ngày hôm nay á. Đúng rồi. Đã quen nãy giờ chưa ăn mắm tôm mà. Trải nghiệm cái luôn cho biết. 100% luôn hả? Cái này coi chừng tí nó gài trong đó rất là nhiều quá nha. Anh không có cuộn lại cho ta, không có nổi nó mặn chét luôn á. Ăn kèm, mình ăn kèm. Cho kèm ớt luôn. Ớt cay cực. Ý, hết luôn kìa mấy mẹ ơi. Tao ở cắt nửa tí ớt luôn. Không thà vậy á. Vậy hả? Ăn bớt cái mùi kia. Ớt cay lắm, ớt cay rồi. Rồi, một like cho Quang luôn bạn ơi, 100% mà còn ớt nữa. Chịu nổi. Trời ơi. Ăn nhìn giả bộ cắn hai trái luôn rồi. Giả bộ cắn hai cái hả? Mặn quá. Nhìn hồi nãy của em là nó nhiều nhất luôn á. Cái miếng đầu tiên. Rồi nói chung là trò chơi hôm nay là mình quy định là cứ hết tiền là nghỉ bạn. Còn người nào mà đầu hàng thì đi ra, mà kết quả là không có ai đầu hàng hết. Nên chơi hết tiền rồi nghỉ nha. Kết quả là được 3 vòng. Mỗi vòng 4 người, tất cả là mỗi người quay được 3 lần các bạn. Ai cũng hoàn thành nên không có ai bỏ cuộc hết nha. Hôm nay là nói chung là chơi rất là hết mình. Nào trải nghiệm ăn thử cái pizza công biển với lại pizza bột tẹt thử coi như thế nào. Thôi để ăn công biển coi. Rồi đúng rồi, thử trải nghiệm công biển coi ăn được không. Để do mấy cái hãng sản xuất pizza người ta biết này, mốt nó ngon, ta kết hợp người ta bán thử luôn các bạn. Cái công biển này nó hôi chứ là. Cái biển này nó bóp giấm hay sao á. Miếng nó trộn gì nữa. Ờ nó y ăn y dư là ăn salad gì á. Thôi ăn đi, nó nhiều. Lên lên. Cho anh ăn bột tẹt đi. Nó nhiều luôn. Sao được không? Bình thường à. Bình thường hả? Vậy còn cái cuối cùng ăn trải nghiệm thử cái ăn. Mà nó hơi hôi thôi. Tại cái nông biển này hơi hôi thôi chứ còn. Chứ không quen hả? Không dám luôn. Không ai dám luôn. Rồi ăn thử luôn. Đồ dặn trời. Cắt khúc này đây. Thử coi ăn mà vừa bột và vừa có thêm cay cay nồng nồng nữa như thế nào. Wow, ăn chịu chơi nha. Sao em? Bài nè. Được hả? Bye. Rồi, gỡ xuống rồi, gỡ xuống rồi. Lại lên nữa. Dù như cây rồi. Rồi gỡ xuống rồi hả? Lại lên nữa. Sao lên xuống liên tục hả? Rồi, kết quả trò chơi ngày hôm nay là không có ai đầu hàng các bạn. Tất cả 4 người đều vượt qua cái thử thách này hết. Nói chung là vượt lên chính mình. À, sao xong trong thử thách này ăn, cảm giác sao ăn? Tồi tàn. Còn người mới Tú. Em nó kinh khủng. Kinh khủng hả? Nói chung là vòng quay đi ngục mà phải kinh khủng chứ. Còn Khế sao? Em ám ảnh chứ mắm tôm. Ám ảnh chứ mắm tôm. Còn cuối cùng là Quang mình thấy là đơn giản quá đúng không? Mắm tôm mặn quá. Mắm tôm mặn quá hả? Vậy là ai cũng ám ảnh mắm tôm hả các bạn? Em nói thiệt á, do hơi nó chứ quay trúng wasabi này là thấy phê luôn. Cái wasabi bay của em hả? Không hỏi coi như chưa nói gì. Vậy mình kết thúc như tao đây.
bây giờ hôm nay là tiếp tục cái series vòng quay địa ngục của mình với lại phiên bản pizza nha. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn.